Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu trước đi em. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Chào bạn nam. Chào bạn. Dạ, em tên là Hoàng Khánh Linh, năm nay em 24 tuổi. Em đến từ Bến Tre và công việc hiện tại của em là giáo viên tiểu học. Rồi, mời bạn nam. Anh chào Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn trong trường quay. Mình tên Nguyễn Chí Tâm. Hôm nay mình 34 tuổi, mình cũng đến từ Bến Tre. Công việc hiện tại của em thì cũng là vườn ươm cây kiểng và buôn bán cây kiểng. Vậy là hơn nhau, cách nhau cũng đâu có nhiều. 10 tuổi có nhiều quá không bạn? Có mấy tuổi thôi mà. Dạ không sao rồi, chị. Cùng quê hay quá. Hỏi đi coi bạn đó ở đâu, coi chừng bà con mệt lắm à. Linh ở khúc nào Linh? Dạ em ở Mỏ Cày anh. Vậy là gần đó, biết Chợ Lách không? Dạ biết. Nhà thờ Cái Mơn là chỗ anh á. Dạ. Rồi coi họ tên ba má tên gì có quen không? Dạ cái đó chắc không rồi. Biết đâu được nha. Rồi em có thường thường hay lên trên nhà thờ Cái Mơn chẳng hạn như mấy dịp lễ hoặc Noel chẳng hạn? Dạ em ít đi chơi lắm anh. Nếu mười mốt có dịp thì anh rủ em đi cũng được. Ngon lành. Thì này anh bài cho em đi nha. Bài cho anh bài là sao? Anh dẫn em đi chứ anh bài là anh bài sao anh? Không, cái từ địa phương là vậy đó. Anh bài cho em tiến tới hôn nhân nha. Thôi bây giờ mình hát bài Dáng Đứa Bến Tre cái đi cho nó khí thế được không em gái? Dạ em không thuộc bài đó anh ơi. Trời ơi, Bến Tre em không thuộc bài đó, thuộc bài gì? Em không có cái năng khiếu về ca hát cho lắm cho nên em không có tự tin. Anh dễ lắm, em cứ hát anh sẵn sàng nghe. Và em đã biết rằng lòng mình chẳng thiết tha thêm điều chi, chỉ cần có anh mà thôi. Chỉ cần có anh mà thôi. Nhớ nha, chỉ cần có anh thôi nha. Anh đó, chưa biết anh nào nha. Chợ Lách chắc qua là duyên số, anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn anh Quyền Linh, các tường sẽ duyên lúc này. Dạ nhiều thôi. Rồi, cũng được rồi, màn đối đáp rất dễ thương ha. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình một chút xíu đi em. Điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng và hay giúp đỡ mọi người. Cũng biết nấu ăn. Nhưng mà cái khuyết điểm lớn nhất của em là em muốn công bằng và không muốn mắc nợ người khác. Nếu như người đó mà có tặng quà hay là mời em nước gì đó, em sẽ tìm cách để mà trả lại. Thôi, cái đó với bạn bè thôi, với trai không có cần thiết nha. Trả lại là hết rồi sao em phải đúng có nợ chứ. Tại vì quan điểm của em là em thích mắc nợ người khác hơn là em không muốn người khác nợ. Coi như người ta đưa em gì là em trả lại liền đúng không? Dạ đúng rồi. Ôi. Một hồi hung cho tôi 10 cái cho tôi. Nhớ nha. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chỉ trải qua một mối tình thôi anh. Một mối tình? Dạ mối tình đơn phương chỉ có một phía từ em thôi. Trời ơi, cái đó đâu gọi là mối tình đâu. Rồi đơn phương bao lâu? Dạ 4 năm. Hả? Trời ơi cái gì vậy, không được thì thôi đi kiếm người khác chứ làm gì 4 năm. Tại vì em nghĩ là trong thời gian đó thì em chỉ tập trung vô việc học thôi. Khi nào có công việc ổn định thì em sẽ nói với bạn đó. Trời. Nhưng khi em tìm được công việc rồi em mới tỏ tình với bạn đó thì bạn đó đã không chấp nhận. Và bạn đó là hãy tìm một người khác tốt hơn. Đúng rồi chứ trong 4 năm em học rồi người ta quen 8 cô rồi. Em ngồi đó em cứ yêu thầm trộm nhớ hoài chết luôn. Chuyện này yêu là phải nói liền nha em gái. Không được, em có những cái tư tưởng rất là bậy bạ. Bạn trai tặng quà cho mình cứ nhận không cần phải đáp lại. Cái thứ hai là yêu ai người ta yêu lại mới yêu nha. Và ai yêu mình trong 6 tháng một năm một có cái khoảng thời gian nhất định mà người ta không có ý định tiến tới hôn nhân, nghỉ chơi kiếm người khác. Dạ quán triệt điều này nha, chị mới kiếm chồng gả. Dạ em sẽ thay đổi từ từ. Đúng rồi, em cũng phải suy nghĩ lại nha em. Em nhìn gì tường đó em hiểu hả? Ta cho quà mình cho lãi có gì đâu bình thường. Còn cái chuyện mà người ta không thương mình thì kệ, miễn sao mình thương cũng được rồi. Chị tình yêu mà sao biết được, nói vậy đâu có chuyện thất tình đúng không? Rồi bạn trai có mấy mối tình rồi, nói đi. Dạ nếu mà nói về chính thức thì cũng có một mối tình kéo dài cũng khoảng gần một năm thôi. Nhiều năm? Một chục năm hả? Tại vì hồi lúc đó thì em quen cô ấy thì cũng còn hơi nhỏ trong khoảng lớp 9 nè. Người quen nhau 10 năm không thấy hợp là sao? Dạng như là cô ấy cũng học. Trong khoảng thời gian cô học thì em chờ. Chờ tới ra trường thì bất ngờ cô có chồng. Cô nói em gì không? Thì cũng nói không có đi vô sâu lắm. Nhưng mà chữ anh em vậy thôi chứ cũng không có nói đó. Thì đến một ngày thì cô thông báo thì hay. Đúng rồi, tại em không vô sâu thôi. Tại em chứ đâu phải là tại người ta đâu đúng không? Đó là một trong những cái yếu điểm của hai người. Người bên kia yêu không dám nói,
em mà yêu rồi mà không dám vô sâu. Rồi. Bây giờ đây là cơ hội để các bạn vô sâu nha. Bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao ốm mập thấp gì em không quan trọng, chủ yếu là tính tình của anh đó. Chắc không? Dạ chắc. Trung tình. À, không nói dối, tại vì em rất là ghét nói dối. 10 năm đó em trung tình lắm. Dạ. Rồi bạn đó phải chia sẻ và thấu hiểu, đồng cảm với em. Nhu cầu chung thủy này kia. Dạ cái đó thì em đáp ứng được. Dạ. Rồi mình có mong muốn tìm người yêu thế nào luôn, đưa ra tiêu chuẩn luôn. Vừa nhìn là được, với vì em sống với mẹ cho nên là cũng như là biết cha mẹ là được. Yêu thương gia đình của chồng là được rồi đúng không? Dạ. Rồi bây giờ em có điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không, để chị qua chị coi nè. Em không thích bạn nam là tắt tóc hơi ngắn. Ủa là sao? Cắt tóc ngắn là hồi xưa các quan niệm là đầu đinh của chị hấp ba phong đó chị. Không thích. Dạ. Đầu đinh. Dạ. Rồi gì nữa không? Với lại ăn mặc thì xòe xòa em không thích. Bên đây rất chỉnh chu, bỏ quần rất đẹp. Chào chị. Ồ được ha, chỉnh chu, đầu không có đinh ha. Để hỏi nào, thích hô hay móm? Dạ cái nào cũng được, miễn là trung tình là được rồi chị. Giờ trong hai chọn một, chọn cái nào nhanh? 1, 2, 3. Chắc hô đi. Ồ đặc điểm của bánh tay á chị. Đàn trai này có duyên lắm á, đừng có giỡn nha. Hai người này có vẻ giống giống nhau nha. Cú một bàn thua trông thấy nha. Trời ơi nó thích móm nó chết luôn. Chúc mừng em, hồ có một cái hồ. Để anh qua anh coi đàn gái sao mà qua chê đàn trai. Chê đâu? Trời khen mà. Đàn trai người ta có duyên lắm chứ bộ. Trời. Đàn gái cũng dễ thương mà. Nói thôi chứ anh đây có duyên lắm. Còn chung thủy thì chắc chắn rồi. Dạ. Anh lo. Thí dụ giờ về làm dâu đó. Dạ. Em có lo điều gì không? Dạ thì ba mẹ chồng mà thương mình thì mình cũng như xem ba mẹ ruột của mình thôi. Đúng, đúng rồi. Y như chàng trai nãy. Không sao đâu em ơi. Tại vì quan niệm của anh á, thì là cha mẹ vợ hoặc là cha mẹ chồng thì cũng là cha cha mẹ. Tại vì mình đã kêu một tiếng cha tiếng mẹ rồi. Và con dâu con rể thì cũng là con. Cái đó là quan niệm của mẹ anh dạy cho anh và anh cũng vẫn nhớ tới giờ. Cho nên em cứ yên tâm về vấn đề làm dâu, dâu cũng như là con. Đúng rồi, vợ coi như là mẹ. Ê. Mẹ vợ như là mẹ của mình ha. Bị hơi hố. Được rồi đó, hai người cũng vui tính, dễ thương lắm. Được, được cặp này được. Được, anh thấy được á. Gả nhanh. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với một chị đồng nghiệp chung trường với em. Dạ xin chào chương trình. Dạ. Chị thấy dạ, sao chị? Thì cũng rất vui được đồng hành với bé Linh lên đây. Nói chung Linh nhỏ nhưng mà Linh rất là kiên trì. Linh làm mứt dừa ngon lắm. Ồ, mứt dừa. À, làm đồ dùng cũng đẹp lắm. Hoa đồ đẹp lắm. À, hai em có tướng phu thê á. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Em có đi với ai không? Dạ, em đi với em gái và hai người bạn. Rồi, em gái. Dạ, con chào chú Viền Linh và cô Cát Tường và anh chị dưới đây. Rồi chào em. Anh trai của em á, thì nói chung là trong gia đình là ảnh là hiền nhất. Làm bất cứ cái gì á, ảnh cũng có cái lập trường riêng của ảnh. Tôn trọng người lớn. Chị cũng vậy thì em nghĩ chắc anh với chị hợp với nhau. Cảm ơn em. Rồi cũng được rồi. Được rồi ha. Kéo màn lên coi. Để coi hai bạn trẻ gặp nhau đi. Bỏ cài với chờ lách. Để xem nào. Dạ, đến với chương trình em cũng có món quà thì đã tặng anh. Cảm ơn em. Cô tự tay làm đó nha. Cô cũng khéo tay lắm đó. Cái này coi như nhân dịp chương trình này thì bông lạnh mua. Dạ. Nhưng mà anh tự cắm. Dạ. Gửi tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Ngoài cái món quà đó thì cái này là cái sứ cái mơn của mình. Nói chung và nhà anh nói riêng thì sản xuất những cái loại thứ này. Dạ. Anh gửi tặng em để làm kỷ niệm mà chưng ở phòng khách hoặc vị trí nào ra vô thấy nó nhớ anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Cặp này tiếng lâu ghê luôn á. Em có câu này muốn hỏi anh là nếu như mà hai người quen nhau khi mà xảy ra bất đồng á, ai cũng có muốn một cái quan điểm và cho mình là đúng. Với anh như vậy thì anh sẽ xử lý như thế nào? Anh nóng, bực nhưng mà điều anh vẫn tiết chế được cái bản thân của anh. Có thể anh sẽ nói nhưng mà không phải lúc đó. Khi lúc nào em vui vẻ, cần để nói thì anh mới nói. Còn không, nếu mà cái chuyện không đáng mình có thể mình cho qua. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Câu trả lời em đang rất hài lòng. Dạ, em cảm ơn. Vậy anh dự định là quen nhau có thể bao nhiêu lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân được? Em gật đầu là anh sẽ thưa mẹ xuống. Dạ. Anh thấy em thì anh muốn bấm nút liền. Tại vì em định là khoảng chừng 2 năm nữa. Tại vì em muốn là học lên thêm để mà bổ sung về kiến thức chuyên môn của em đó. Cho nên nếu mà như vậy thì anh có đợi được không?
em đừng chơi anh già là được rồi. Tại vì 2 năm nữa là anh thêm 2 tuổi nữa rồi. Dạ. Anh có sở thích gì không anh? Anh thì thường thường là đam mê cây cảnh. Dạ, em cũng thích trồng cây lắm. Nếu có cơ hội thì anh sẽ xuống chăm sóc giùm em. Dạ. Anh có làm vườn được không anh? Thì hiện tại thì vườn ương cũng là vườn rồi. Dạ. Không, tới đây nói chuyện vườn ương không á. Nếu như có con anh thích mấy bé? Anh thì 2 bé tới loại thôi. Dạ, giống như ý em. Thích để con trai trước con gái trước. Cái đó là trời cho chứ đâu có sắp xếp được anh. Không được, giờ sắp xếp hết á. Anh Linh sắp xếp đó, 2 đứa con gái luôn. Rồi, bây giờ mình tỏ tình đi. Cái này là như báo bông là anh là lần đầu tiên anh cấm cho nên nó không có được hoàn mỹ cho lắm. Dạ. Nếu em cho anh cơ hội thì những ngày lễ hoặc là những ngày sắp tới anh sẽ làm cho nó hoàn mỹ hơn. Thì em cũng sẽ thay đổi bản thân và cũng phải làm những việc mà để cho anh vui thôi. Rồi, anh cảm ơn em Tước. Có hát bài nào không? Hát bài nào? Ô kìa anh như cô Thắm gì đó, hát thử coi. Ô kìa anh như cô Thắm, con bác năm mới xa mới về, dáng người xinh sao xinh quá, trong ngẩn ngơ đám tai làng ta. Mơ ngày nào tung tăng đến trường, mơ ngày nào tung tăng đến trường. Giờ hết nơi luôn rồi. Hát có một hơi mà ông không lấy hơi luôn á trời. Rồi, rất là thật thà, rất là chân tình. Hai bạn tôi thấy hợp đấy. Rồi, để tay nút bấm đi. Để tay nút bấm đi hai bạn. Hy vọng rằng cô Thắm sẽ về làng. Rồi, suy nghĩ thật kỹ đám trước khi ta quyết định. Đám cưới toàn là dừa không ha. Mứt dừa nè, uống dừa nè, ăn nước cốt dừa nè. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, đó thấy chưa? Khỏi cần gì, tự nhiên luôn mà. Rồi hung luôn. Quy định chương trình. Bài sáng nói nào vừa đó. Đây là chị bé xem phim ha. Chúc các bạn xem phim ở hệ thống Cinebox 212 Lý Nhân Thắng thật là lãng mạn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate, viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton, và đây, máy nước nóng nhãn hiệu Atlantic với tổng trị giá 7 triệu đồng. Bạn muốn tìm một cái người yêu của mình như thế nào? Cao cỡ mét 55 trở lên, da trắng, mặt thì bầu bĩnh khoái xoan, mũi cao. Được không em? Em tự cảm thấy em đạt được bao nhiêu phần trăm những tiêu chuẩn không em? Được. Như vậy là cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi. Không biết khi nào họ sẽ báo tin vui cho chúng tôi. Và bây giờ sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hạ Màn. Rồi, mời bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Em giới thiệu về mình đi em. Em tên Hậu, quê ở Quảng Nam. Hiện em đang làm marketing online. Em sinh sống ở Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, ở quận Gò Vấp. Em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 26. Rồi, mời bạn trai. Em xin tự giới thiệu, em tên là Sơn, 33 tuổi. 33. Dạ, quê quán là ở Quảng Bình. Hiện tại thì ở quận 2. Sơn làm gì? Nghề nghiệp của em là kiến trúc sư, có chức vụ làm quản lý kỹ thuật và dự án. À, giới thiệu về mình đi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì cố gắng trong công việc, sáng tạo, em nhiệt tình với bạn bè, hát hơi hơi hay. Rồi ok, hát hay hát trước đi, em đã xôm lên, hát lớn lên, hát lớn lên cho anh kia nghe với. Mời bạn. Anh có nghe mùa thu mưa bay gió nhẹ, anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương, và anh có nghe khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương. Dạ. Hay quá. Bạn gái hát rất là hay. Hay đúng không Sơn? Để Sơn hát đáp lại đi. Để đáp lại bạn gái thì em cũng có một tiết mục vừa hát vừa chơi đàn guitar. Anh có cái đàn để sẵn luôn.
xin tặng bạn gái ở bên và quý vị khán giả bài hát là có tựa đề Yêu Em Dài Lâu. Mơ ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, cho bão tố về làm chiêm bao. Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Em, anh muốn yêu em đậm sâu. Em, anh đã thương em từ lâu. Em, anh muốn yêu em dài lâu. Rồi, cảm ơn anh. Bạn muốn tìm một cái người yêu của mình như thế nào? Thì ngoài hình thì cao cỡ 1m55 trở lên, da trắng, mặt thì bầu bĩnh quái xoan, mũi cao, có nghề nghiệp ổn định, hiền dịu một chút, dễ thương. Nhưng mà về công việc ở phía ngoài thì có thể là rất là mạnh mẽ. Ở người ở xa vào Sài Gòn sống thì cần cái con người mạnh mẽ để nó vươn lên ở trong cuộc sống. Được không? Được không em? Em tự cảm thấy em đạt được bao nhiêu phần trăm những tiêu chuẩn? Dạ, không được. Không được hả? Để lát chị qua chị thương lượng. Ở bên kia muốn tìm người yêu của mình như thế nào? Dạ em muốn tìm người chín chắn, lớn hơn em khoảng 8x. Cái này có, lớn hơn thì có, chín chắn có. Rồi gì tại em sống trong thành phố Hồ Chí Minh, em muốn có người mà định cư ở đây, làm công tác ở đây, quê quán ở đâu thì em không có quan trọng. Ủa em có định định cư làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh không em? Đó cũng là định hướng của em, sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, còn gì nữa không em? Không có bảo thủ, biết lắng nghe. Nói khi mà quen nhau thì hai người cùng nhau mình chia sẻ, chịu được cái tính nói nhiều của em. Ủa em nói nhiều lắm hả? Nếu mà gặp người lạ thì em sẽ rất ít nói. Nhưng mà khi mà em đi làm, đến một môi trường khác mà em không có được nói, về nhà em chỉ xin 5-10 phút để em nói xong rồi thôi. Được mà, đơn giản, ngày có 5-10 phút mà. Em, về ngoại hình không được mập thì cao, ốm cao hơn em đi khoảng 1m65 là được. Cao, ở đây có cao luôn. Em thích mặc áo sơ mi đóng thùng. Có áo sơ mi đóng thùng bên không vậy? Có. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Theo dõi em á, ví dụ như mà quen thì xác định quen là tin, mà nhiều lúc thì rình rập không? Đúng rồi. Người ta ghen, người ta yêu người ta ghen. Vậy em có theo dõi lại anh ta không? Không, em quen là em tin tưởng. Em có ghen không? Có, nhưng mà em không có phải là soi mói hay lục điện thoại hay như thế nào để em ghen. Nhưng mà nhớ nha, không ghen, không có lục lạo. Ờ chào, chào anh chị. Không có coi điện thoại, kiểm tra gì hết. Mà hễ khi nào phát hiện mà anh có cái gì đó là người ta sẽ nói thẳng và chấm dứt. Cái đó cũng rất là hợp với em. Tính em rất là thẳng thắn. Và những cái gì riêng tư của bạn gái hay của người trong gia đình á thì mình giữ riêng tư của họ. Anh có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không? Hay tám chuyện ấy, gọi là bà tám ấy, ngồi lê đôi mắt thì nó không có vui. Và nó mất thời gian, mình dành thời gian đó để mình làm công việc và mình kiếm tiền hoặc là chăm lo cho gia đình hay gì đó thì nó tốt hơn. Ok, cảm ơn bạn. Rồi, đến Quan xem bên đàn gái thế nào nha. À, chào em. Nãy giờ anh đưa ra yêu cầu như vậy hình như không hợp với em đúng không? Sai sai chút ha. Nhưng mà anh tin chắc rằng khi anh ấy gặp em, anh ấy sẽ thay đổi những cái suy nghĩ đó. Em có bao giờ đi Quảng Bình chưa? Dạ chưa. Quảng Bình đẹp lắm. Những con người ở Quảng Bình rất là chân thành, mến khách. Quảng Bình có Đồng Phong Nha nè, có hang Sơn Đòn nè. Phải tại em cố tình em không biết để anh giải thích đó. Ủa vậy hả? Vậy anh vô duyên quá. Anh giải thích, tự nhiên anh giải thích luôn. Anh ấy là một kiến trúc sư. Dạ. Là hơi lãng mạn chút xíu đấy. Dạ. Được không? Em thích lãng mạn, em cũng vậy. Em thích lãng mạn, vậy là tốt rồi. Anh chỉ có những cái điều như vậy thôi. Cô ấy cũng thích lãng mạn. Dạ. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với bạn thân. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào anh. Thì trước tiên thì em nói về bạn em một chút xíu. Bạn em có một cái ưu điểm mà cũng là nhược điểm luôn. Đó là bạn em nó chơi rất là hết mình với bạn bè, đôi khi là bị những người khác lợi dụng. Em thấy anh là một người chững chạc, nhẹ nhàng, kiểu như anh tình cảm á. Chỉ có một điểm đó là bạn em thích bạn trai mập một xíu. Thì em chỉ thấy anh bị cái chỗ đó thôi. Em cũng hy vọng là anh và bạn thì mình cứ bấm nút đi xong rồi có gì mình ra ngoài mình nói chuyện, tìm hiểu với nhau. Tại vì không phải là dễ mà mình gặp được cơ hội. Sơn có đi với ai không? Dạ em có đi với mà chị gái, cháu gái và những người bạn. Chị ruột hay là chị? Dạ chị ruột. Rồi chào chị. Em chào anh Quyền Linh, cùng chào chị Cát Tường, chào các bạn trong trường quay. Hiện tại mình đang là giáo viên dạy ở dưới trường ở dưới Bình Phước.
Và thực sự nói chung là hôm nay em mình hẹn hò nhưng mình rất là hồi hộp. Thực sự là như thế. Chị nhìn thấy em thì nói chung là chị cũng rất là mến, bởi vì nhìn rất là hiền lành, cũng rất là dễ thương. Và chị thấy là hai em là có một điểm rất tương đồng, đó là cùng hát nhạc mà nhạc buồn buồn giống nhau đấy. À, cho nên là chị nghĩ là hai đứa bây mà về mà hát với nhau thì chắc là cũng vui cả ngày. Cũng mong muốn rằng một lần nào đó sẽ dắt em về Quảng Bình để được thăm Đồng Phong Nha và cảnh đẹp cũng như là gia đình của chị. Cảm ơn Trường Quang. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, okay. Kéo màn lên. Bây giờ mở màn lên là mình tặng quà xong mình hát Quảng Bình quê ơi luôn ha. Ok, nào, mời hai bạn. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn. Hát liền, hát trước, gây thiện cảm dạ. Liền. Quảng Bình bao miền thương, đã 10 năm rồi quê ta bao đổi thay rồi. Trên sông sông kiến rằng dạt sao tình quê. Anh có hay đi công tác không? Anh thì cũng ít, bởi vì là mình dân văn phòng nên mình làm ngồi ở máy tính là chủ yếu. Hiện tại thì anh đang ở đâu ạ? Anh đang ở quận 2. Không biết là em đang... Dạ, em ở Gò Vấp. Dạ. Thì cũng không xa lắm. Quan điểm về tình yêu của anh là gì? Tình yêu đó là cái sự cảm thông chia sẻ lẫn nhau, cùng vun đắp những cái hạnh phúc. Này đúng hai người nói hai người nghe. Nếu mà trong khoảng năm nay thì anh cũng có thể quyết định là mình đến tới hôn nhân thì em có thể là chấp nhận được không, hay là có thể thời gian lâu hơn? Nếu mà hai người đồng hợp nhau thì tiến tới hôn nhân thôi, chứ em không có quan điểm là phải 1-2 năm để tình cảm nó đủ lớn để cứ. Cái công việc của hai người có bổ trợ gì cho nhau được không? Theo em thì cũng có, tại em là dân marketing online, còn ảnh là kiến trúc sư, thì nếu mà làm về công việc hay là làm gì đăng quảng cáo trên Google đúng hay rồi. Như thế nào, tại vì em là đa số là em trực tiếp trên Google thì em có thể hỗ trợ lẫn cho anh. Marketing cho anh vẽ vẽ nhiều nhiều ngôi nhà, vẽ nguyên ngôi nhà của mình luôn. Dạ. Thì nếu có cơ hội em sẽ dẫn em về tham quan một chuyến du lịch cùng bạn bè rồi người thân và gia đình. Dạ. Bạn nam có gì để có thể thuyết phục được bạn nữ không? Hãy về đời của anh sẽ mang cả thế giới về cho em. Rồi, chúng ta hết thời gian. Chúng ta đến đây không phải bấm nút để ra ngoài kia uống cà phê, mà đến đây bấm nút để chúng ta đồng ý hẹn hò và tiến tới xa hơn trên con đường hạnh phúc. Quyết định các bạn rất quan trọng. Bấm hay không là quyền của các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3. Hết thời gian. Nếu như bạn gái không bấm nút thì bó hoa đó như thế nào? Bó hoa vẫn là của bạn gái. Vậy tại sao không tặng ngay từ đầu? Dạ, đó là một cái bất ngờ em muốn dành cho bạn gái. Rồi, nắm tay nhau rồi. Đi, hai bạn. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Chúc các bạn đi xem phim thật vui vẻ. Cảm ơn em. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton. Và đây, chiếc máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic, tổng trị giá là 7 triệu đồng. Phụ giúp trong gia đình, hoa này em tự trồng. Trời, thiệt luôn hả? Trời ơi, con trai biết nấu ăn, biết cắm hoa, làm việc trong gia đình, làm nghề tóc. Sao nó có cái gì nó ngộn ta. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay trong chương trình Hẹn Ăn Trưa quý vị nha. Hello, chào em trai. Em chào chị ạ. Bây giờ chị sẽ mời bạn gái em vào rồi chúng ta sẽ bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay nha. Dạ. Trời, ghế đèn. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Để chị mời. Em trai giới thiệu trước nè. Dạ, em tên Trần Hữu Tài ạ. Hôm nay 24 tuổi à? 25 tuổi à? Sao 24 mà lên 25? Lộn gì, tại em luôn. Sinh năm nhiêu?
Dạ 94 ạ. 94, 25 rồi, sắp 26 luôn rồi. Dạ. Nhà ở đâu, tài nhà ở đâu? Dạ quê em ở Bạc Liêu ạ. À, hiện tại giờ đang ở đâu? Hiện tại em đang là ở Bình Dương ạ. Làm công việc gì ở Bình Dương tài? Dạ em thợ cắt tóc. Hèn chi gì nãy tôi thấy tóc lạ rồi. Tôi thấy tóc mua đen là tôi biết thợ cắt tóc rồi. Dạ em chuyên bên Nam ạ. Cắt uống vũ nhuộm. Dạ. Ủa Nam có uống tóc không? Dạ có ạ. Uống máy rồi ha. Dạ. Cắt uống vũ nhuộm luôn. Dạ. Em là thợ chính. Ờ, thợ chính được mấy năm rồi? Dạ được 1.5 năm rồi. À rồi em ở đó luôn hả? Em ở đó với... Dạ em về gia đình ạ. À. Chỗ làm em với gia đình em cũng gần ạ. À. À gia đình em lên trên Bình Dương luôn rồi. Dạ. À, Bình Dương là ở đoạn nào? Dạ khúc Tân Nguyên, xã Tân Vĩnh Hiệp ạ. À. Nhà đông anh chị em không? Dạ có hai anh em ạ. À. Em là lớn còn em gái út ạ. À. Rồi. Mời em gái giới thiệu. Chào nào. Chương trình, chào chị Cát Tường và chào bạn nam bên kia. Em tên là Ngọc Dầu ạ. À. Năm nay em 27 tuổi, quê quán của em là ở Bình Định chị. Và nghề nghiệp của em là kế toán tại Bình Dương ạ. À. Bình Dương ở khúc nào, gần chỗ nhà bạn trai không? Em ở Thủ Dầu Một nhưng mà em làm ở Tân Nguyên luôn ạ. À. Sao nghe bạn gái lớn hơn mình 2 tuổi có vấn đề gì không? Dạ không ạ. À. Người ta nói gái lớn 2 gì trai lớn 1 đó. Dạ đúng rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì tài? Dạ điểm mạnh của em là biết nấu ăn, phụ giúp trong gia đình, hoa này em tự cắm. Rồi. Thiệt luôn hả? Trời ơi, con trai biết nấu ăn, biết cắm hoa, làm việc trong gia đình, làm nghề tóc. Sao nó có cái gì nó ngộn của ta? Không có ngộ chị à. Em bình thường chị à. Bình thường? Dạ. Em biết chị nói ngộ gì không mà em nói em bình thường? Chị nói em cũng hiểu được chút rồi. Hiểu chút hả? Có ai nói gì không? Có ai đặt nghi vấn gì ở em không? Dạ chị sắp đặt nghi vấn em nói trước à. Kiểu mà ai sắp đặt nghi vấn em nói trước. Dạ. Thích bạn gái không? Dạ thích ạ. Có người nào thích con trai không? Dạ không ạ. Ví dụ tiệm em phục vụ mấy bạn trai vô cắt tóc, có bạn nào đẹp trai quá cái em mê không? Dạ không ạ. Chứ ví dụ chị mà thấy gái đẹp là chị cũng mê nha. Dạ không. Không mê trai, em chỉ mê gái thôi. Em chỉ mê gái thôi. Dạ. Khuyết điểm em là gì? Em mà giận lên thì em ít nói lắm. Chứ em làm gì? Khi nào em đúng á thì em không nói, khi nào em sai thì em tự động xin lỗi. Đúng, không nói. Sai, xin lỗi vậy cũng được, biết xin lỗi là được rồi. Dạ. Còn bên đây, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn khá là ngon ạ. Và đặc biệt là em sống tình cảm ạ. Luôn luôn quan tâm đến gia đình và đặc biệt là yêu con nít ạ. Rồi, điểm yếu? Mặc dù em là con gái nhưng mà có sở thích hơi lạ. Đó là em thích cắn, nhéo và đánh người. Gì vậy? Cắn, nhéo và đánh người. Dạ, đúng rồi. Là thường em cắn, nhéo với em đánh ai? Em gái và mẹ và mấy bạn đồng nghiệp trong công ty ạ. Có đánh bạn đồng nghiệp trong công ty dạ, nữa? Dạ có. Có khi nào bị đánh lại không? Dạ không. Có ai phản kháng lại em chưa? Dạ chưa ạ. Ngoài sở thích đó ra còn sở thích gì đặc biệt nữa không? Em thích chơi thể thao, đặc biệt là đá banh chị. Thích đá banh nữa? Dạ đúng xài rồi. Xài quá xài luôn. Bên đây con trai thích cắm hoa, làm việc nhà. Con gái thì thích cắn nhéo, đánh đập, đá banh. Rồi cặp đôi này ngộ nha. Mốt mình về rồi coi như là chiều em đi đá banh, anh ở nhà cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa. Được không cưng? Được không? Dạ được. Vui ha. Có quan ngại gì không? Cắn nhéo đánh. Dạ không sao chị. Tại em to mà không sao đâu. Cái gì to? Người em to bự à, hơn. Em phải nói rõ sao? Nha, phải nói cho rõ. Rồi, trong tình trường thì như thế nào? Em trải qua mấy mối tình rồi? 25 chị. 25 hả? Dạ. Dạ cái đó lưỡng lưỡng á chị, không phải tình bạn, không phải tình bạn, tình yêu, không phải tình yêu, nó nằm ở lưng chừng. Cái rưỡi đó kéo dài được bao lâu? Dạ em mới kết thúc hồi năm rồi chị. Năm mấy, tới giờ em cắt đứt liên lạc luôn chị. Sao cắt đứt? Lý do tại sao không tới được nguyên mà nó cứ rưỡi là do em hay do bạn đó? Cái nói mình tỏ tình thì cứ như kiểu được bạn thân á, cứ đùa đùa vậy á chị. Và bạn đó cũng im luôn? Dạ im luôn. Sắp lấy chồng rồi chị à? Em không phải gu của người ta rồi. Dạ đúng rồi. Thì trước đó hai mối tình kia thì sao? Có cái gì vậy? Tại sao thì chia tay? Một mối tình dưới quê, lúc mẹ mới đi làm á, làm nhiều quá nên là không có thời gian liên lạc, nên là ghét nhạt đầu mình chia tay. Còn mối tình thứ hai là bạn gái ở Kiên Giang, trước làm thì hai đứa quen, xong rồi người đó về quê xong tình cảm xa quá đầu bị nhạt đi. Đúng rồi, bây giờ gần nè, đừng có để nhạt nữa nha. Dạ. Tập trung vô chuyên môn nha. Dạ. Rồi thế còn em tình trường sao nè? Dạ em chưa trải qua một mối tình chính thức nào chị. Chưa trải qua mối tình nào hết? Dạ đúng rồi. Từ hồi đi học tới giờ luôn á? Dạ đúng rồi. Lý do sao vậy? Trước khi mà em muốn nhận lời của một bạn nào đó thì em có tự vẽ ra một cái quãng đường rất là dài
trên một cái trang giấy chị, là ví dụ người đó có tốt hay không, người đó có đối xử với gia đình mình tốt hay không, hoặc là người đó có chung thủy hay không. Suy nghĩ quá nên là em không có đồng ý. Cho nên thôi bây giờ mình phải rút kinh nghiệm. Dạ đúng rồi. Suy nghĩ gì cho nhiều vậy? Cuộc sống nó ngắn ngủi, đời nó vô thường lắm, đâu ai biết được ngày mai như thế nào. Dạ. Hôm nay tình yêu tới, mình cảm thấy vui, mình cảm thấy đối tượng này được, happy thì mình đón nhận đi. Dạ, để mình có một mảnh tình dắt dai với người ta. 27 tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Nhớ không cưng? Dạ, ba mẹ là hối hoài luôn. Ba mẹ hối ba hoài. Mẹ ngày nào cũng hối. Và chị nói là chị gái á, chị nói là thử yêu đi, yêu đúng vui rồi. Lắm. Yêu vui lắm thiệt. Hẹn hò rồi nhớ nhung rồi cũng có gây gỗ rồi chia tay đồ, phải có nước mắt, nụ cười nó mới là cuộc đời đúng không em? Dạ đúng rồi. Sao em dụ bạn này yêu được cho chị nha? Dạ. Được không? Dạ được. Tự tin không? Dạ tự tin rồi. Rồi. Mẫu người lý tưởng của em sao? Cao trên 1m67 trở lên chị. Chuẩn. Vui vẻ hòa đồng giống em luôn. Chuẩn luôn. Chín chắn và luôn luôn đưa ra quyết định của mình. Có chuẩn. Chứng kiến. Nhưng mà bây giờ thí dụ bạn trai nhỏ em 2 tuổi thì em có quan ngại gì không? Dạ không. Miễn là chín chắn là dạ, được, công rồi, việc ổn định là ok. Dạ. Đúng không? Lần này vẽ trang giấy ngắn ngắn thôi, đừng có vẽ dài quá nha không? Dạ. Vài điểm thôi. À, cao mét trên 1m67 ha, ok. Dạ. Thật thà yêu thương mình, chăm sóc mình, đủ rồi. Còn em, mỗi người bạn gái của em là người như thế nào? Người đó phải chung thủy. Em không cần việc nhà phải đảm đang. Đó em lo được, tại em làm tại nhà được mà. Ừ. Đây, em tìm đi. Anh đó thì có trong ba anh này nè. À, em đeo cái hình này cho chị coi coi. Em thích gu sao lại em kiếm trong chổng á. Đây, đơn giản thôi. Nào, ai đâu, ai đâu? Em nghĩ như này. Anh đó, anh đó. Lý do tại sao em chọn anh đó? Tại vì em thấy cao. Là em thích cao đúng không? Dạ đúng rồi. Em thích cái anh này. Dạ. Chắc chưa? Chắc. Chắc nha, giữ nguyên hiện trường đó, lát nữa tôi gả. Tại sao em chọn cô đó? Tại vì thấy ít cười, chắc chắn là sẽ nghiêm. Ít nói là phải nghiêm nè. Ít nói là chụp hình phải nghiêm. Dạ. Bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra cho hai bạn xem cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. Dạ. Sai bị phạt nha. Dạ. 1, 2, 3. Bạn gái đó đúng không em? Dạ đúng. Bây giờ bạn trai tính sao đây? Cổ là ai biết không? Rồi bây giờ tính sao đây? Bây giờ trước tiên ga lăng trước đây nè, bó hoa mình tự cắm nè. Trời cao quá, quá cao. Trời em cảm ơn. Đó. Anh tự cắm đó nha. Dạ, em nha. Cái này là có một cuốn sổ. Mong anh những công việc hàng ngày thì mình có những cái gì quan trọng cần nốt thì mình cứ nốt vào. Và đặc biệt là anh nốt vào ngày kỷ niệm ngày hôm nay. Nếu mà sau này hai đứa mình có đến được với nhau á, thì em lấy cuốn sổ này để nhận quà kỷ niệm. Trời. Đòi quà. Đòi quà rồi, ngồi xuống đi hai bạn. Cao dữ vậy, cao mét mấy? Dạ em cao 1m86 à. 1m86. Ăn gì mà cao dữ vậy? Dạ, em biết đó, nhà em ai cũng cao hết. Bây giờ nãy ảnh đoán sai em rồi. Dạ. Giờ phạt ảnh gì đây, em muốn phạt gì? Thục dầu 5 cái. Thục dầu 5 cái này cổ nói chị không có nói nha. Mời em thục dầu 5 cái cái tội đoán sai. Rồi cái tướng cao thục dầu dễ cưng. Không, thục dầu thiệt đúng không chị à? Ủa chứ không lẽ giả? Chương trình này không có cái gì giả hết trơn á. Thục dầu đâu chị à? Đó, đứng trước đứng đó đây đó. Luôn ừ đúng chị. Rồi. Đây 5 người quá ngại lắm. Không, không ngại anh. Đâu nói ngại. Chung mình cứ tự tin bản thân mình là được. Đúng rồi. Ở okay. Đây đúng không chị à? Đúng rồi. Rồi thục sao rồi đó vậy, em chưa có biết thục dầu. Rồi đó chỉ đứng bảng thôi à. Bấm hai tay xuống. Bấm hai tay gì được. Rồi anh thục dầu xuống đi. Rồi ngồi xuống đứng lên thôi đúng không? Đúng rồi. 1, 2. Đứng cao lên. Đứng lên nha. Đúng rồi. Trời ơi. Giang giang được giang giang chị. Giang vừa phải thôi. Đứng lên chủ yếu cho người ta nhìn cái body mình nó đẹp. Hiểu không? Rồi, được rồi, vô ngồi ghế đi. Đó, tâm sự với nhau đi. Lần đầu tiên khi mở cửa trái tim này ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai bạn dành cho nhau là gì? Xinh gái hơn, em nãy em chọn sai. Nãy em chọn sai, em chọn mặt buồn phải không? Dạ. Mà mặt người ta tươi hơn. Dạ. Lần đầu gặp mặt thì em ấn tượng nhất là cặp chân mày của anh. Chân mày rậm quá hả? Dạ đúng rồi, rất là rậm. Anh thì ấn tượng em có một cái hình rất đẹp. Hồi xưa thì em 2 cái á, nhưng mà hiện tại thì chỉ còn 1 cái thôi. Trời ạ. Tại vì người ta kêu là lên khởi nhiều quá, không có xinh. Rồi nhổ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Nếu mà anh với em
quen nhau, hợp nhau, em xác định chừng nào mình cưới nhau? Ít nhất là 6 tháng. Vậy là xác định là mình sẽ giữ liên lạc tới 6 tháng. Và 6 tháng là qua năm tới đó. Thì qua năm tới anh em sẽ lấy nhau. Em có xác định như vậy chưa? Nói chung là một khi em đã lên chương trình này rồi thì em có xác định rồi. Qua năm tới anh sẽ mở tiệm riêng và anh làm. Thì anh xác định sẽ cưới em. Dạ. Xác định cưới em này luôn á hả? Chắc cứu luôn hả? Chắc cứu. Mới mở cửa để tiêm ra xác định qua năm là cưới em này luôn. Tại nãy mình đã nói xác định mà xác định rồi em cũng phải xác định lại. Thì xác định là có nghĩa là xác định là hôm nay đến đây là quyết chí là tìm một cái người mà yêu nhau mà hợp là sẽ lấy. Dạ. Nhưng mà còn bây giờ mới gặp chưa biết hợp hay không mà cưới luôn. Bữa nay mình hẹn hò hoặc mình tìm hiểu rồi mình thấy không hợp rồi sao cưới? Dạ hợp nha. Sao biết hợp? Trong cuộc sống mà đã qua sinh ra để hợp nhau rồi. Mình phải nhường nhịn nhau mới hợp nhau. Đây là một suy nghĩ rất là hay, khó chàng trai nào nghĩ như vậy nha. Em thấy sao? Một chàng trai nhỏ hơn mình 2 tuổi có một suy nghĩ như vậy em thấy như thế nào? Chị lại hơi bất ngờ đó. Em thấy suy nghĩ của bạn rất là chín chắn. Nói chung là đủ lý do là được. Em chỉ cần lý do thôi. Không phải là lý do mà là lúc mà anh mà nói cưới em thì em chỉ cần muốn nói câu chấp nhận là được rồi. Nhưng mà cho người ta biết lý do, cho người ta đủ lý do để người ta chấp nhận. Dạ. 6 tháng không có dài cũng không có ngắn. Dạ đúng rồi. Vừa đủ để em cho người ta một cái lý do. Dạ, rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn cùng dùng cơm trưa với nhau, cho nhau những lý do. Từ bây giờ 6 tháng nhanh lắm. Dạ. Mời các bạn thưởng thức những món ăn của nhà hàng Dảo Hảo Food, rất là hấp dẫn luôn, bài trí rất đẹp mắt nha. Cua lột chiên giòn nè, bò út lúc lắc sốt tiêu đen nè, gà chiên lúa mạch và cơm cà ri hải sản tay cầm. Rồi, chúc hai bạn một bữa trưa thật là ngon miệng. Nhớ vừa ăn ha, vừa chăm sóc cổ nha. Một chút xíu chị Tường quay lại là phải đủ lý do nha. Dạ, em cảm ơn chị. Ok, tự tin lên. Mời em nhìn. Dạ rồi, mời anh ạ. Em có một câu hỏi là anh quan điểm như thế nào là con trai có nên chủ động trong tình yêu hay không? Con trai nên chủ động. Tất cả thì mình phải chủ động nhưng mà tùy theo lý do. Em là em không ít khi chủ động trong tình yêu. Em người rất là thụ động. Nên là em muốn là con trai chủ động hơn rất là nhiều. Đúng rồi, con trai lúc nào cũng phải, đàn ông mà lúc nào cũng phải chủ động hết. Dạ. Nếu mà một người con trai biết nhậu, em có có thể cho phép được không? Dạ được, nói chung là nhậu để giao tiếp là được. Nói chung là không bê tha là được. Tại vì em cũng biết nhậu mà. Vậy mới mốt điện thoại đi nhậu ở ngoài hay để về nhà nhậu được rồi. Chung là mai mốt thì ăn uống gì thì tự nấu ăn, tự hai đứa đều là biết nấu ăn hết. Nên là cùng nhau nấu ăn sẽ vui hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Dạ. Cùng làm thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Dạ đúng rồi. Nữa, nếu mà nữa mình lấy nhau á thì anh có thể là về Bình Định về thăm ba mẹ ngoại. Đến lấy nhau mới lấy mới về hả anh? Không. Nếu mà được á thì Tết em về, xong rồi cái qua Tết anh với em về lại lần hai. Dạ rồi. Dạ được. Anh có phải tiếp người lãng mạn không anh? Anh rất lãng mạn. Anh có thường tặng quà cho phụ nữ không ạ? Không ít. Với người anh thương thôi. Anh nghĩ á, cái ấm áp nhất là bữa cơm gia đình. Anh thích ăn cơm gia đình thôi. Đó là món quà vô giá. Dạ đúng. Nãy giờ thấy có tí lý do nào chưa? Cũng có thôi chị. Cũng có hả? À? Trời ơi, tín hiệu vui, tín hiệu vui. Chị thì cũng nghĩ như vậy. Cái bữa cơm gia đình ở đây á là nó mang hiểu rộng hơn, có nghĩa là có một cái sum họp đúng không? Sum họp ngồi với nhau, cha mẹ vợ chồng con cái ngồi nói chuyện. Lâu lâu mình ra không trong bếp thì mình ra ngoài sân, lâu lâu mình cũng có thể cùng nhau đi du lịch đâu đó, nhưng mà ý là mình ăn cơm cùng nhau, gọi là bữa cơm gia đình, chứ cũng phải nhất thiết một năm 365 ngày ngày nào cũng phải vô bếp nấu nướng, không phải vậy. Có nghĩa là làm gì làm phải dành cái thời gian cho gia đình. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi. Bây giờ mình mỗi bạn sẽ bóc một lá. Bạn nam bóc trước để đọc lớn lên. Em mong bạn gái đi 5 vòng để chứng minh mình khỏe mạnh. Trời ơi, hồi nãy hết đất 5 cái. Bây giờ ẩm hoặc bồng bạn gái đi 5 vòng để chứng minh mình khỏe mạnh. Ẩm rớt là cổ nhéo đó. Rồi qua đi. Ta bận áo đầm đó, ẩm sao cho khéo thiệt khéo nha.
Ẩm sao? Đúng rồi, ẩm vậy là đúng rồi đó. Đúng luôn. Năm vòng đi cưng. Cái gì mà ư? Một vòng. Rồi, một vòng được rồi chứ. Hai vòng, ổng đòi ổng đi hết cái nhà hàng này đó. Gồng lên chưa, mỏi chưa? Thôi hai vòng được rồi chị. Ba vòng. Xỉu chưa? Tại vì em làm nhẹ quen rồi, làm nặng lại mệt lắm. Chị rất, rất em chị. Nhéo vô cho chị. Đủ vòng. Vòng. Đủ rồi chị ơi. Thì qua tới đây vô ghế đi rồi mới nằm. Rồi bây giờ nhéo ảnh một cái coi nè. Thở hổn hển kìa. Nhéo vậy đó hả? Đâu đau đâu chị, nhẹ mà. Đánh đâu, đánh coi. Đánh sao? Cũng nhẹ mà. Chịu được mà. Chịu được mà. Chịu được hả? Nhéo hoài luôn á. Có nhớ nhớ cả đời hả chị? Nhớ cả đời. Thở quá, về ngồi thở đi, về ngồi thở để xỉu à. Tại tối em đâu có ngủ đâu. Sao vậy? Hơi hộp quá. Tối không có ngủ luôn. Dạ. Mà sau khi ẵm bạn gái có sự va chạm nhẹ 5 vòng thì cảm nhận trong người em như thế nào? Mệt thì có mệt, nhưng mà ấm. Mệt thì có mệt mà ấm, cái đó là nóng luôn, phải ấm. Có rung động không? Có xúc động gì không? Dạ có. Điện có chuyển chạy qua rần rần gì không? Máu chạy nhanh như thường. Máu chạy nhanh hả? Tôi không hiểu cảm giác máu chạy nhanh này, ước gì giờ có ai ẵm tôi luôn nè. Rồi mời em gái. Gái trắng dữ nha, bạn gái thì da trắng, bạn trai thì mắt đẹp, lông mi rậm rịch. Bạn quan điểm thế nào về việc yêu nhau là phải trao hết cho nhau? Em đồng ý với cái nghĩa sáng hơn. Còn cái nghĩa bóng thì em không có đồng ý. Trao hết tình cảm rồi cho nhau thì được. Còn nếu mà ví dụ vấn đề về sống thử hay cái gì đó thì em không có đồng ý. Có nghĩa là phải đi dành tới đám cưới. Dạ đúng rồi. Được chưa? 6 tháng mà. 6 tháng. Đúng không? 6 tháng chứ, mấy cây qua rồi. Phải nuôi dưỡng tình yêu chứ, phải cho người ta lý do. Vì em sẽ cho lý và do. Phải tôn trọng cái suy nghĩ của bạn gái. Dạ đúng rồi. Mà đúng em, không? Em thắc mắc. Thắc nếu mắc mà đi chơi em có thể nắm tay được không trời? Thì hỏi đi. Em, anh có thể đi nắm tay em đi chơi được không? Nói chung là được. Nắm tay được. Dạ. Hôn nhau cũng được, đó là những cảm xúc chân thật là được hết. Ông lo xa quá được hết á. Chỉ có cái chuyện mà ngủ chung là không có được thôi. Là ngủ chung là tới đêm tân hôn mới được ngủ chung. Được không? Dạ được ạ. Đó, vậy được không em? Bây giờ á, hai người nhìn nhau 30 giây và nói cho nhau nghe hiện tại cảm xúc trong lòng mình như thế nào trước khi đưa ra quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Em suy nghĩ gì về anh? Kêu ông nói, ông hỏi người ta. Kêu anh nói mà, anh nói đi. Anh nói trước về em đi. Anh thấy tính cách anh với em hợp thì anh sẽ bấm nút. Anh sẽ bấm nút đó. Còn em? 5 giây nữa sẽ biết. Biết kết quả. Anh chỉ mong em mở lòng cho anh thôi. Dạ. Nói ít quá, cho bạn một cơ hội nữa. Hát tỏ tình. Bảy nô lệ tình yêu nha. Nô lệ tình yêu. Vâng. Rồi mời em. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau. Có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ cần một cách em phải bằng lòng yêu anh. Hát rồi hả? Dạ. Bài gì lạ quá, tôi còn chưa nghe luôn. Nghe ông hát còn thấy lạ lắm. Hồi Việt Trung rồi chị. Hồi Việt Trung ta đâu có hát vậy. Tại em run quá, em có đủ hơi à. À được rồi, thật ra là hai bạn rất là dễ thương. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Một cặp rất đẹp đôi, trò chuyện rất hợp, nhưng liệu họ có bấm nút với nhau hay không? Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao tụi đếm mới có hai là bấm rồi hả? Vũ ấm vậy không hợp lệ sao? Tụi này em gấp quá chị. Em gấp sợ bấm, em sợ, em sợ bấm trễ quá. Mới có hai mà trễ gì? Thì em thì em thích cái gì nó nhanh. Chậm mà nó chắc, nhanh rồi nó có chắc không? Chắc chị à. Nhanh vẫn chắc. Chị tạm tin em lần này nha. Cố gắng lên nha. Dạ. Cho người ta đủ lý do, 6 tháng sau báo tin vui cho chương trình. Dạ. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Bây giờ nắm tay nhau nè. Chị giới thiệu lại với em một lần nữa. Người bạn gái của em là chưa có một mối tình nào. Dạ. Em phải trân trọng điều đó. Dạ. Hai em hãy tặng nhau một nụ hôn đầu tiên. Nhân ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Dạ, đúng rồi. Tóc. Trời gì né. Hôn nhau mà né. Mốt lấy nhau coi lại cái đoạn này đó. Trời ơi, vô chưa? Dạ chưa à. Chưa, được chưa, được. Bị né rồi chị. Bị né là chưa có tính. Cầm lại.
Được chưa? Dạ được rồi ạ. Cảm thấy sao? Dạ em biết cảm giác sao mà nó lăn lăn đó chị ạ. Vậy hả? Dạ. Chốt lại cái chuyện nào cưới nè. 6 tháng sau. Tôi nhớ nha, tôi canh từ lúc tập này phát sóng đến 6 tháng sau. Dạ. Chờ tin vui của hai bạn nha. Yeah. Rồi, thay mặt chương trình tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống 212 Lý Chính Thắng đến để xem những bộ phim rất hay, chúng ta tâm sự với nhau. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi, chúc mừng hai bạn nắm tay nhau, không phải gì như đó quà mà bỏ tay nhau ra đâu nè. Rồi, Tường cũng xin cảm ơn quý vị khán giả luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì các Tường xin chào, hẹn gặp lại vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 12 giờ trưa, thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Xin chào và hẹn gặp lại. Và Hứa Anh Đạt Hân Hoan chào đón quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc phiên bản Kết Đôi Như Ý. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Dạ, ngày hôm nay thì Tường thấy là ôi trời ơi, hai bên nhà trai nhà gái có đủ nha. Chương trình hôm nay sẽ có thêm được nhiều ý kiến đóng góp từ những người thân nữa. Và hy vọng là ngày hôm nay hai chị em mình sẽ ghép đôi thành công hai cặp. Hai cặp. Yeah. Yeah. Dạ, kính thưa quý vị, xin mời quý vị hãy hướng mắt về sân khấu và cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bạn nam của chương trình ngày hôm nay. Wow. Bây giờ kính mời quý vị hãy hướng về sân khấu và chào mừng hai bạn nữ bên họ nhà gái. Hôm nay chị Tường đổi phong thủy, ưu tiên cho bạn nam giới thiệu trước. Nam ở ghế màu xanh, mời em. À dạ, em tên là Hoàng Phúc. Hiện tại thì em đang công tác tại trường cao đẳng FPT. À, công việc chính là làm gì? À, chủ yếu là em tổ chức sự kiện cho các bạn với lại mấy cái dịch vụ cho sinh viên đó chị. À, cương năm nay bao nhiêu tuổi Phúc? Dạ, hiện tại em 23 tuổi chị. Bạn nữ ngồi ghế xanh hãy giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường và khán giả đang ngồi trong trường quay cũng như đang xem trên màn hình. Em tên là Trần Thị Anh Thư, năm nay 21 tuổi, hiện đang là nhân viên chăm sóc khách hàng. Chăm sóc về mặt hàng gì? Dạ, em bên lĩnh vực giáo dục, như là các anh chị sẽ học về chương trình MBA thì em sẽ hỗ trợ các anh chị trong quá trình học tập. Vậy gia đình em ở đâu? Dạ, em quê ở Cà Mau. Rồi, còn em trai ở ghế đỏ, em tên gì? Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào chú Hứa Minh Đạt. Em chào hai bạn nữ và em chào bạn nam. Em chào quý vị khán giả. Em tên là Trường An, em sinh năm 98. Em đang làm trợ lý cho giám đốc em. Rồi, Trường An, trợ lý giám đốc. Bạn nam ngồi ghế bà đỏ giới thiệu về mình rồi, thì bây giờ còn có mình em thôi đó. Dạ, em chào anh Hứa Minh Đạt. Em chào chị Cát Tường và hai bạn nam bên kia. Em tên là Thanh Phương, em sinh năm 2000. Nay rồi, trẻ măng tuổi. Thôi, nay toàn là những người trẻ không đang tìm. Hai chàng trai 98 với hai cô gái 2000. Dạ, hiện tại thì em làm nhân viên truyền thông. Quê em ở đâu Phương? Dạ, quê em ở Bình Dương. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Phương? Điểm mạnh của em là mọi người thường nhận xét em là năng động và khuấy động nhóm bạn chơi. Còn về điểm yếu của em thì kiểu như em hay suy nghĩ về lời nói của người khác. Ví dụ như người ta nói chơi không liên quan tới em nhưng mà em nghĩ đó là em, thì cái đó là không tốt. Ví dụ như đang chơi trong một nhóm, cái xong rồi có một bạn nào đó nói là da ngâm là nhìn là kiểu như thấy không ưng, không đẹp rồi. Cái em tự đặt bản thân mình vô, vậy là chắc là mình không đẹp. Sống sao cho vừa lòng người em ơi, kệ người ta nói sao, nói mình tự tin lên em ơi. Còn cái gì nữa không? Em quá mê ngủ. Tất cả thời gian rảnh của em sẽ đi ngủ. Thời gian rảnh của em sẽ đi ngủ. Ví dụ như tới giờ ăn mẹ kêu là thôi dậy ăn đi, thì em nói thôi để cho con ngủ thẳng giấc đi rồi con ăn mới ngon được. Khi mà những thời gian rảnh của em thì em sẽ nghĩ tới việc ngủ đầu tiên. Rồi bây giờ tới giờ hẹn trai với ngủ rồi chọn cái nào? Dạ chắc là
Đi hẹn bạn trai chị ơi. Đi hẹn bạn trai chị ơi. Đừng có em đi ngủ nữa, chị cho em ngủ luôn à. Đó giờ là kỷ lục em ngủ. Bao nhiêu lâu là kỷ lục? Ngủ từ 9 giờ tối tới 8 giờ sáng. Cũng bình thường. Cũng bình thường. Nhưng mà cái lúc đó em dậy đúng không? Em đi ăn xong mà em không có việc gì làm nữa, em sẽ đi ngủ tiếp. Ngủ tiếp tới 9 giờ tối. Tới chiều thôi anh. Tới chiều thôi. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giờ 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Rồi, giờ quay lại với Trường An nha. Trường An thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Dạ thì điểm mạnh của em là thích khám phá. Điểm mạnh của em cũng là bơi lội luôn. Em có thể một hơi lặn hết chiều dài của hồ. Hơi dài á? Hồ mấy mét? 15 mét. Điểm mạnh tiếp theo của em là đánh máy tốc ký. Bao nhiêu ký tự? Cao nhất của em hiện tại là 82 ký tự một phút. Có ai đánh máy hơn 80 không? Em không. Em thì đánh kiểu như nó nhanh thì nhanh thiệt nhưng mà nó sai chữ. Nhanh thì nhanh thiệt nhưng mà nó sai chữ. Còn gì nữa không? Dạ, tài năng cuối cùng của em là chơi guitar. Đờn không là vừa đàn vừa hát. Sở trường của em là đờn không ra tiếng. Đờn không ra tiếng. Nhưng mà em thích hát. Gì đờn không ra tiếng là gì? Cái gì? Là em đàn theo mà đàn ra một bài hát luôn. Là không phải là vừa đàn vừa hát. Rồi còn gì nữa? Vậy điểm mạnh của em còn nhiều thứ lắm. Thì em có thể xây Rubik trong vòng 5 đến 6 phút á. Có thể hoàn thành hết 6 màu của cục Rubik. Trời hay quá ta, nãy giờ nhiều tài quá ha. Nói chung là làm gì cũng nhanh hết. Nhưng có những cái cần phải chậm, không được nhanh đâu nha. Bây giờ đàn cái chị Tường nghe thử được không? Cho mọi người nghe luôn được không? Wow. Rồi, xin mời. Biểu diễn luôn nè. Người yêu ơi, yêu mình anh được không? Giờ mai sau này gió lạnh hơn đến mùa nắng, là ngày ta xuân phải khó khăn lắm. Còn tiếng hò gầy bắn chắp, tình yêu đông đầy, hãy để anh chứng cho em thấy. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai, đâu có sai đâu. Không là anh thì ai, để anh đưa em về. Làm tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cười chê. Bởi vì tình yêu là thế, làm người yêu anh nhé. Cái câu cuối cùng mà câu giấy mà lại tuột vậy, tự nhiên bỏ cuộc giữa chừng vậy. Em run quá. Làm sao phải cố đến hơi thở cuối cùng nhá. Làm sao sẽ cố hơn. Nãy giờ nghe toàn là ưu điểm dữ dội không à, điểm mạnh không à. Rồi, thế bản thân mình có thấy mình có cái điểm yếu gì không cưng? Dạ, ngoài những ưu điểm ra thì em cũng có khuyết điểm nữa. Em rất là ham vui. Có khi công việc tới á, nhưng mà bạn bè rủ đi ăn uống thì để vui vẻ thì em cũng bỏ công việc em đi chung. Bỏ công việc đi luôn. Dạ. Làm sao mà mai mốt em rủ được cái bạn hay ngủ đó, mà em rủ cho bạn nó đừng ngủ nữa, đi là em ngon luôn á. Dạ. Ha. Dạ. Còn gì nữa? Dạ thì em thì ngủ ngáy. Có một lần em ngủ á, cái xong em ngáy lớn quá em mới thôi em dậy luôn. Trời ơi. Vậy là không phải xung quanh kêu mà tự mình dậy luôn. Trời. Đó là em tỉnh dậy em hỏi ủa sao tiếng gì vậy ta, mình không biết tiếng gì mà làm mình thức luôn. Cái hồi nữa mình đang suy nghĩ là hình như là mình ngáy, mình lớn quá thức. Trời. Phải không? Chắc vậy không? Có chắc là mình ngáy không? Thì xung quanh em yên tĩnh hết, chắc mình em tạo ra tiếng động thôi. Ủa em gái ở ghế đỏ rồi em ngủ nhiều quá rồi em có ngáy không? Dạ không chị. Rồi thí dụ cái người ngủ với chung với em mà ngáy thì em có ngủ được không? Khi mà em ngủ say ngáy không sao, mà em chưa ngủ thì đừng ngáy giùm em đem ngủ. Rồi giả tỷ giờ em chưa ngủ mà bên này nó ngủ trước rồi nó ngáy rồi làm sao, em xử lý như thế nào? Lấy gói em để vô mặt. Rồi bây giờ quay qua chàng trai áo xanh của tôi nào. Điểm mạnh điểm yếu của Phúc là gì? Dạ điểm mạnh của em là điểm yếu. Không có. Diễn với chị nữa, diễn với chị Tường nữa. Điểm mạnh của em là em vui tính, biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em bị hay quên á. Rồi nghe nào, nghe bạn gái ở ghế xanh coi. Ủa, như thế nào. Dạ. Em muốn show điểm yếu của mình ra trước hay dạ, show điểm mạnh trước mình? À em lười. Lười chứ không phải là ở dơ nha, lười với ở dơ nó khác nhau nha. Như tự nhiên sao số... em bị nhọc nhằn với chữ lười và chữ ở dơ vậy, kỳ vậy? Dạ, vậy là có người nói em ở dơ rồi phải không? Dạ không, một số người định nghĩa là lười nghĩa là không đi tắm hay là này kia thì ở dơ. Và em có lười tắm không? Dạ không, em rất là siêng tắm. Có một số việc em phải đợi người thân, bạn bè nhắc nhiều lần em mới đi làm. Đồ này kia dọn dẹp á là em lười dẹp lắm. Em bài ra thôi chứ em không dẹp. Còn yếu điểm gì nữa nè? Dạ em hay vô tâm.
vô tư hóa vô tâm. Ví dụ như em có bạn trai đi, nhiều lúc em cũng quên em có bạn trai luôn á. Hèn chi giờ em ngồi đây đó, em nhớ là em đâu có ngồi đây đâu. Dạ chắc vậy. Cô Tâm còn kiểu em không hay quan tâm chăm sóc lớn như nhau hết rồi, cần gì mình phải quan tâm chi, thành ra hóa vô tâm luôn. Vậy giờ em muốn lên chương trình là em muốn làm gì? Muốn kiếm bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi em có muốn bạn trai em quan tâm đến em không? Dạ muốn, nhưng mà đừng có quan tâm nhiều quá. Ủa gì kỳ vậy? Vậy chi giờ là em muốn cái gì? Dạ muốn có bạn trai. Muốn có bạn trai mà bạn trai không quan tâm chứ để làm gì? Quan tâm vừa phải thôi, kiểu như đừng có quan tâm đến mức kiểm soát quá rồi. Dạ, có bạn trai cho có với ta để hỏi mày, mày có bạn trai chưa? Tao có bạn trai nha, tao không có ế nha. Ưu điểm em lại gì? Dạ em nấu ăn rất là ngon, nhiệt tình, vui vẻ. Dạ rồi. Nấu những món gì, ví dụ như ngon là món gì ngon? Em tâm đắc nhất là món sườn xào chua ngọt. Chà, nghe thấy thèm ha. Ghê ta. Nguyên liệu có gì trọng? Dạ có sườn. Rồi chua ngọt. Dạ cà chua với đường. Có thêm gì vô trọng nữa không? Dạ thêm hành. Có gì nữa không? Tấm lòng của em. Tấm lòng của em. Thấy nó ngon rồi đó. Ngon rồi đó. Bây giờ nó cái gì chuyện tình yêu của em đi nè. Em chưa có mối tình nào hết. Em kiểu chỉ có nhắn tin qua lại rồi tìm hiểu một thời gian xong cái rồi bẵng mất tiêu luôn, chưa trở thành tình yêu. Thấy chưa? Dạ, tại em rồi. Đó em không có nhiệt tình trong tình yêu, em không có nồng nhiệt, em cà lơ phất phơ vậy rồi ai yêu nổi. Tại vì em mà không có cải thiện cái chuyện đó thì nó cũng vậy, hà năm ba bữa rồi nó dạ, cũng mất em tiêu. Em hôm nay là để em cải thiện á. Mẫu một người yêu em như thế nào? Dạ cao khoảng 1m7, người hơi ốm ốm nhưng nhất định phải có muối. Hả? Nhưng nhất định phải có muối hả? Chà khoan, từ từ tới đoạn này ngừng lại chút nha. Em cao mét mấy? Càng giờ càng 68. Mình đây cao mét mấy? Dạ 1m7. Có muối không, tự khai? Dạ có một. Chắc không? Dịch quá. Dịch quá hả? Dịch quá, ở nhà không à? Là trước dịch là có muối. Lấy muối cho dịch hết. Bên đây có muối không? Dạ có mỡ. Dạ có mỡ. Được. Tôi tính kiểm tra mà đứa là một muối, đứa là có mỡ thôi bỏ. Người 1m7, người 1m68. Tướng tá mặt mày đẹp trai ngon lành nha cưng nha. Tiếp đi, còn tiêu chuẩn gì nữa không? Dạ không được gia trưởng, không hút thuốc. Đô nhậu mạnh chút. Đô nhậu mạnh một chút à? Ở đây có cái nhậu mà. Dạ có. Mấy có. Mấy lon? Đô nhiêu nè? Bất tử. Bất tử. Đô bất tử. Bên đây sao? Dạ em biết nhậu. Rồi. Mấy lon? Ai nhiêu em nhiêu. Ai nhiêu em nhiêu. Trời ơi trời. Đổi mạnh quá không à. Ủa em hay nhậu lắm hả? Ai dạ không à. Quê em ở Cà Mau thì về nhà gặp bà con dòng họ tía má thì phải biết nhậu nữa. Tiêu chuẩn xác định làm rể nhà em là phải biết nhậu. Dạ đúng rồi. Tôi xoay qua Phúc luôn, tình trường Phúc sao? Dạ em được hai mối tình. Mối đầu tiên thì thời cấp 3 của em. Mối tình thứ hai thì cũng cách đây gần 2 năm. Quen được bao lâu? Dạ quen được gần 1 năm. Cái lý do em chia tay là do bạn nó đi định cư. Giờ dạ. Muốn tìm một cái người bạn gái mới như thế nào? Thì em không quan trọng về ngoại hình, tại vì ngoại hình có thể thay đổi được. Dạ em chỉ quan trọng là biết quan tâm, chia sẻ và hiểu nhau thôi. Rồi đồng ý, để đi từ từ lát coi mới biết được. Quay qua chàng trai ghế đỏ nè, Trường An đúng không? Dạ. Mấy mối tình? Dạ em cũng hai mối tình. Thì mối tình đầu tiên của em cũng thời cấp 3. Khi em lên đại học á là tụi em chia tay. Mối tình thứ hai? Dạ mối tình thứ hai là thời sinh viên. Em quen được là 3 năm. 3 năm cũng dài quá, sao chia tay? Dạ tại vì cũng mùa dịch này. Hai người có gây gỗ xong rồi nói chung là không liên lạc nữa, tình cảm nó nhạt quá. Nói chung rồi. Là con Covid nó chia lìa lứa đôi đúng không? Dạ. Rồi em muốn tìm một người như thế nào nè? Mỗi người bạn gái của em hiện tại là em muốn cô ấy là hay cười, sôi động, năng nổ. Ngoại hình thì em thích bạn nữ ốm ốm. Ốm ốm, bên đó ăn nhiều ngủ nhiều. Ồ, nhưng mà vẫn ốm. Vẫn ốm. Ốm hay rồi, được. Có tiêu chí gì nữa không? Bạn đó hát hay, em đàn nhưng mà em hát không hay nên em... Nên em mong bạn đó bù lại. Coi bên đó có ai biết hát không? Tổ chức nó cũng hơi khó ha. Ở đây có ai hát hay không à? À em được mệnh danh là hát dở có tiếng. Kiểu như em hát dở nhưng mà em rất mắc hát anh. Mắc hát hả? Bây giờ em thử hát cho bạn ấy nghe coi. Nhiều khi hay. Hay. Mà thường thường em theo được tới đâu gì? Theo tới đó. Lẹ là tông cua anh tông ngang. Tông cua anh tông ngang. Tông cua tông ngang. Em hát bài hiểu không? Em của ngày hôm qua. Là tông đơ luôn á. Nè bài em của ngày hôm qua tông biết cua bài đó tông ngang. Ủa. Giờ là em vô trước để đàn vô sau hay là đàn vô trước em vô sau? Em vô trước cho tại em không theo nhạc được. Rồi vô nhạc rồi, vô. Theo em nha. Em quên đọc âm rồi. Vô thế đi, người ta cứ đàn đại đi. Anh chuẩn bị chưa?
anh bên kia chuẩn bị chưa? Đừng nhìn anh nữa đâu mắt ngày xưa, giờ ở đâu em còn là em. Em đang là em muốn quên lưng quên hết đi. À, học về sao tình yêu trong em giờ toàn dạ rồi. Anh không muốn với mình trong mơ, anh không muốn đi tìm giấc mơ ngày hôm nào. Đừng vội vàng là em của ngày hôm qua. Xin là em của ngày hôm qua. Đừng vội vàng anh một mình nơi đây. Dừng phải xóa nhẹ đi ký ức. Cái gì vậy trời? Rồi bốn. Rồi hát vậy làm sao người ta đợi? Bây giờ hãy tâm sự đi, em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi và vì sao cô đơn vậy? Dạ, ba mối tình em yêu từ năm lớp 7. Hai mối tình đầu tiên nó cũng gần nhau, là lớp 7 đến khoảng lớp 9. Là hai mối tình hay một mối tình? Dạ hai, có nghĩa là trong cái khoảng thời gian đó là em quen hai mối tình. Từ lớp 7 tới lớp 9 có hai mối tình. Dạ. Là em quen một lúc hai người là hay sao? Không. Chứ sao? Em quen một người đầu xong rồi chia tay vì lý do có người thứ ba. Rồi. Quan điểm của em là do bạn nam hết nên là mới có câu chuyện như vậy. Nên là em không quan tâm bạn nữ kia là ai. Khác nhưng mà em nó vui. Em vẫn sẽ biết mặt bạn đó chứ. Dạ, xong rồi mối tình thứ hai quen xong rồi chia tay cũng vì người thứ ba. Rồi, trời thứ ơi. Ba luôn. Nhưng mà người thứ ba này là cùng bạn nữ đó. Trời. Hả? Rồi. Em là ta nói không bao giờ uống hai lần nước cho một dòng sông, còn em là hai lần uống với một nhỏ bạn đó luôn, đúng không? Cái xong rồi mới tức quá. Cái xong rồi lần này em quyết định em nhắn tin hỏi là ủa sao mà bạn cùng bạn cứ me bạn trai tôi đúng rồi, bạn cua hoài đúng không? Rồi sao? Ý là có ghét gì em không? Cái xong bạn nói là không hề biết em luôn. Đó là sự vô tình thôi phải không? Sự vô tình ngẫu nhiên mà trùng hợp. Dạ. Nhưng mà cũng là do bạn trai của em luôn. Dạ đúng rồi. Chứ đâu phải do bạn đó. Dạ em chỉ hỏi tôi biết tới đó thôi, xong rồi hai đứa em làm bạn với nhau. Đúng rồi. Nè, mối tình thứ ba mới hấp dẫn. Mối tình thứ ba là quen được nay giờ 4 năm. Rồi có dính dáng với người bạn đó không? Dạ không dính dáng nhưng mà lý do chia tay cũng là người thứ ba đó anh. Cũng là người thứ ba đó anh. Trời đất ơi, muốn xỉu luôn vậy đó. Ủa sao em quen sao mà em quản lý bộ thế nào mà sao nào cũng có người thứ ba chứ vậy cưng? Em cảm giác như là khi em quen nha, em là em rất quan tâm người bạn nam của em. Thôi chị hiểu rồi, em rất quan tâm nhưng mà khi em ngủ là bộ em đi kiếm người thứ ba. Em nghĩ chắc là do hồi lúc cái gu của em á là em thích một bạn nam kiểu như năng động, nói nhiều á. Nhưng mà kiểu người, nếu mà người như vậy thì sẽ không dứt khoát với lại mọi mối quan hệ khác. Nên mới có trường hợp đó xảy ra. Bây giờ thay đổi gu em là điềm tĩnh để em nói thôi được rồi. À bây giờ đổi gu luôn, sau ba lần bị gọi là cắm sừng là đổi gu ha. Cái lúc mà em phát hiện ra là bạn trai mình có người thứ ba, nó có người khác, đó là cái cảm xúc lúc đó của em như thế nào? Lần một thì buồn, lần hai thì sốc. Còn lần thứ ba thì mệt rồi chị, mặc kệ. Hy vọng là không đau gì quá đau. Lần này thì sẽ ổn hơn nhiều. Thì bây giờ mẫu người đàn ông của em là như thế nào? Em rất thích một anh cao 1m7 đến 1m75. Phải thật sự chung tình. Ví dụ như mà không thích nhau nữa thì nói là dừng lại chứ đừng có mà bắt cá hai tay. Uống rượu, uống bia được nhưng mà đừng có hút thuốc. Bây giờ mình đã có những thông tin của bốn người chơi tham gia chương trình ngày hôm nay rồi. Bây giờ hôm nay là hai gia đình hai bên, bên nhà trai, bên nhà gái đều rất là đầy đủ. Chúng ta sẽ giao lưu nha. Đây, ngồi đối diện với đây. Hello em trai. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt ạ. Hôm nay em đi với lại bạn An, em là đồng nghiệp của bạn An. Thì hai bạn nữ ở đây rất là xinh. Nhưng mà cái từ lúc mà bước ra thì em để cái bạn ngồi ghế xanh. Về ngoại hình thì nó rất phù hợp với lại cái gu của bạn An. Vậy luôn hả? Hình mảnh mai. Cảm ơn em trai nha. Rồi cảm ơn em. Chào bên đây, xin chào ba em. Em là về của bạn Phương. Em là? Bạn cái... đồng nghiệp với bạn Phương. Thì em thấy bạn Phương hợp với anh An hơn là vì bạn Phương năng động. Và bạn Phương bây giờ thì cũng thích một người điềm đạm một xíu. Em nghĩ anh An cũng phù hợp hơn. Rồi. Cảm ơn hai bạn. Rồi. Đây. Mời em. Dạ trước tiên em xin chào hai MC và bạn nữ và hai bạn nam bên đây ạ. Dạ em là Thúy, là bạn tham gia chương trình cùng với Thư. Dạ thì hai bạn nam thì em thấy bạn Trường An thì trưởng thành hơn, nhưng mà bạn Thư cũng rất thích, là người rất vui tính. Cho nên là em thấy bạn Phúc cũng là hợp với bạn Thư. Nhưng mà nếu em chọn thì em sẽ chọn ai? Dạ em nghĩ là bạn Phúc ạ. Nãy giờ bạn Phúc có một phiếu rồi. Không có, bạn Phúc là được phiếu của chị Tường. Em cũng thấy bạn Phúc hay quá. Dễ thương. À, bây giờ thì để cho quyền quyết định của các bạn này. Mở cửa trái tim. Nãy giờ nghe tiếng thôi, bây giờ thấy hình rồi.
Bây giờ sẽ cho ưu tiên cho An đi. An đi, An nãy giờ được nhiều người nhận xét. Bây giờ cảm xúc của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Em tim đập nhanh quá, không biết nói gì luôn. Sao? Gì vậy? Còn đo huyết áp gì không? Thì em thấy bạn nữ, một bạn nữ ngồi ghế xanh tim đập nhanh hơn. Thấy bạn nữ ngồi ghế xanh tim đập nhanh hơn. À, hồi lúc mà đi tới đây tham gia chương trình có khám tim hay có cái gì chưa? Sao đi tim đập tim nhanh hồng hay gì á? Ồ thiệt chị ơi, con đập bụp bụp luôn á. Thế hả? Bạn nữ áo xanh nãy. Áo xanh nào? Thấy áo xanh nào đây? Ghế xanh đúng không? Dạ, bạn nữ ghế xanh thì trời, nó hoa mắt em, luôn rồi. Em thích một người nấu ăn ngon. Vậy dạ. Ta nói. Rồi còn gì nữa? Hết chưa? Cơ hội có nhiều lần để nói đâu nha. Mạnh mẽ lên. Dạ. Cảm nhận em bạn ngồi ghế đỏ thì thấy như thế nào? Bạn ghế đỏ thì em thấy nhìn bạn rất là năng động. Em cũng muốn bạn ghế đỏ nữa. Nói hồi nữa em say qua em thích đạt luôn, chết luôn á. Rồi. Bình tĩnh lên nào, bình tĩnh lên. Bây giờ hai em gái đi. Em gái ghế đỏ nè. Rồi. Gu của em là anh ghế đỏ. Gu em là anh ghế đỏ. Ồ. Thẳng vậy. Thôi thẳng thắn nghe đi. Tại vì em đang tìm một người gu như vậy em phải nói gu em như vậy chứ. Còn Thư? À, dạ, em thấy hai anh nào cũng đúng gu em á. Trời ơi, quá trời. Phúc nói một câu coi Phúc. Em rung quá. Nãy em nói em hay. Xin phép tặng quà. Đó. Quà dạ, dạ em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn. À. Em tặng hai món quà này mong rằng hai bạn nữ sẽ đẹp hơn khi có em. Đẹp hơn khi có em là sao? Thì là hai bạn có thể mở quà để xem em nói là như thế nào. Đẹp hơn khi có quà của em chứ riêng có em là hai người đều hốt em luôn sao? Có đồ của em. Dạ. Đó là gì? cái này em hay xài đúng không em nữa nè. Ở đây cái gì cũng y chang luôn hả? Dạ. Em mua hai cái giống nhau để tặng cho hai bạn nữ chứ em không có đặt cho ai cao thấp. À, có nghĩa là cái này là quà, gọi là quà lịch sự, quà gặp mặt. Quen. Còn cái đoạn mà đoạn cuối là chưa biết phải không? Cái này là mới là chào sân thôi đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ em nói cảm nhận em đi. Theo cảm nhận của em thì hai bạn đều xinh. Nãy ngồi đây không rung mà qua bên kia xong về tay nhấc không lên luôn. Nhưng mà vẫn ổn đúng không? Dạ. Nhưng mà có thích đúng không? Có rung dạ. động phải không? Dạ có à. Bạn nữ, hai bạn nữ có. Em nãy giờ em cảm nghĩ hai bạn nữ. Rồi, mời em. Rồi hai cái quà này cũng giống nhau luôn hả cưng? Dạ thật ra lúc mua cái này em không có nghĩ gì hết trơn á. Em lại vô tâm nữa rồi. Em lại vô tâm nữa rồi. À, em có ghi chú ở trong cái có ghi chú đó. Mà ghi giống nhau hay ghi khác nhau? Dạ giống nhau. Trời đất. Còn người nào em chọn thì em về nhà em nói khác chứ. Rồi đọc thử một người coi có ghi cái gì. Hãy hạnh phúc trong giây phút này, vậy là đủ. Mỗi khoảnh khắc là tất cả những gì chúng ta cần, không hơn. Có để Facebook rồi Instagram số điện thoại. Trời ơi, người ta kết đôi người ta mới được cho thông tin, còn bả tự viết thông tin bả gửi luôn rồi. Chọn mới khó. Rồi chọn xong rồi giờ chọn anh kia rồi anh kia về anh kia cũng tự hiểu chứ. Đó nhưng mà giờ người ta cũng cố tình người ta liên hệ. Thì lát nữa rồi, phải tìm đủ mọi cách lấy lại cuốn này nha. Trời ơi giờ chọn. Nó học thuộc lòng số điện thoại nè. Cô có ý đồ gì trong hai cuốn sách này? Dạ em không có ý đồ gì chứ. Thật sự ban đầu em chỉ nghĩ đơn giản là mua sách tặng để có quà lưu niệm thôi. Rồi sau đó vô nhà sách thì em mới thấy hai cuốn này hay thì em mua thôi. Em thấy tặng không thì kỳ quá, em lựa đại một câu trên Instagram em ghi đại vô thôi. Trời ơi. Rồi bây giờ tới phiên em á. Dạ. Là làm gì bữa nay toàn giống nhau không vậy? Đây là những món quà làm quen thôi hả? À, làm quen thôi ha. Thường những cái kỷ niệm hoặc là những dịp quan trọng của em thì nó thường gắn bó với lại gấu bông, nên là em muốn lần này em dành tặng gấu bông đến hàng. Trời ơi, em còn nhắc lên mấy cái kỷ niệm liên quan tới gia đình thôi. Phải nói cho gõ. Vậy còn em giờ có muốn tặng quà chưa hay là sao? Em sẽ tặng quà cho bạn nữ mà em cảm thấy phù hợp. Coi như mình một món quà thôi phải không? Rồi. Bây giờ chúng ta sẵn chớn đây chúng ta sẽ trò chuyện luôn đi. Hôm nay nó có nhiều vấn đề. Thứ nhất là ở cái chỗ khi mà bạn gái ở ghế đỏ đó, ba lần đều có cái người thứ ba xen vào. Rồi á là Thư cũng vậy nữa. Thư thì chưa mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết. Nhưng mà thả thính ra tôi nói vô tâm. Nhưng mà tự nhiên cho số điện thoại luôn hai chàng trai một lúc. Thì bây giờ các em hãy nói với nhau thử coi, nghe quan điểm của em về cái chuyện là có cái người thứ ba, về chuyện trà xanh đó. Đây người sành điệu nhất rồi. Em đang là bên phái nữ, nên là thường những chuyện mà xảy ra đó với em rồi thì em nghĩ là
100% là do lỗi bạn nam, nên là bạn nữ còn lại mới có cơ hội để xen vô. Nếu như bây giờ em còn rơi vô tình huống đó nữa thì em sẽ xử lý như thế nào? Nếu mà rơi vô tình huống đó nữa chắc em nghỉ yêu luôn chị. Rồi còn Thư thì sao? Dạ nếu như bạn trai em mà có người thứ ba thì tốt nhất là đừng nên cho em biết. Nói với em là muốn chia tay với em đi rồi đi với người kia, nhưng mà đừng có nói cho em biết là trong cái mối quan hệ của chúng ta đang có một người thứ ba. Nhưng mà nếu nó không nói nhưng mà em vẫn biết thì em xử lý như thế nào? Em im lặng, em chờ người ta nói. Rồi người ta không nói thì người sao? Người ta cứ vậy hoài luôn. Biết đâu người ta trà xanh là vội đến vội đi. Bạn nam có thể là vội yêu ngay trong lúc đó, sau đó có thể quay đầu lại. Như là em cũng rộng lượng và tha thứ luôn. Để từ từ bạn đó giải quyết như thế đâu nào? Đâu có ai hoàn hảo đâu chị. Đó là lý thuyết của một cô gái chưa yêu. Đó. Phúc thì như thế nào? Em thấy trà xanh thì nó cũng bình thường ạ. Với lại trong cái chuyện tay ba đó thì không ai sai cả. Do bản thân mình tự nhận xét mình thôi. Nếu như mình không uống trà xanh thì nó sẽ không có trà xanh. Nếu như mà mình không làm gì sai thì trà xanh có xuất hiện hay không nó cũng không cắt được mình ra được. Quan niệm tình yêu của em á thì là thương thì chừng nào mình có vấn đề gì hết thương thì mình mới dừng lại hoặc là quen một người khác. Chứ trong lúc mà quen nhau em phát hiện ví dụ bạn gái em có một quen một người nào khác thì nếu như em biết thì em cũng không nói. Em để cho bạn nữ tự chủ động nói với em. Sao giống mình đó quá vậy? Thực tế là bây giờ em gặp một cái người khác mà em cảm thấy thích và rung động thật sự, mà cô bé đó rất là đáng yêu hơn cái người mà em đang yêu, rồi em xử lý như sao? Cái người đó chủ động tấn công em luôn. Em chủ động từ chối lại. Trời ơi. Lý thuyết của những người trẻ. Chàng trai hôm nay được rất là nhiều điểm. Em quan điểm như thế nào về chuyện trà xanh? Về người phụ nữ á, nếu mà có người khác xen vào thì em sẽ chủ động để cô ấy quyết định. Tại vì nếu tình cảm của mình nếu mà hơn á thì chắc chắn cô ấy sẽ từ bỏ người đó thôi. Còn nếu mà cô ấy mà thương người kia hơn á thì em chấp nhận em đi ra đi. Nếu mà trà xanh đến với em thì em sẽ ngưng, không có liên lạc gì đến hai người cả. Em sẽ đợi một thời gian tình cảm của ai, người nào mà em cảm thấy trong tim mình nhiều nhất em sẽ chọn người đó. Rồi, ai cũng đều có quan điểm riêng của đúng mình rồi. Nếu như em có trà xanh thì em tính sao Đạt? Dạ em là đi ra đường ngủ bụi đời là cũng như là chết em luôn á chị. Đó là những cái câu hỏi mình hỏi nhau để mà hiểu nhau nhiều hơn, quan điểm của nhau thôi. Giờ các bạn có còn muốn hỏi gì nhau không? Em sẽ hỏi bạn ghế xanh. Anh muốn hỏi em là em có thích đi du lịch không? Dạ em thích ạ. Thường nếu mà mình đi du lịch á, mình sẽ đến những nơi cây cối hay là những nơi có biển? Em thích một nơi vừa có núi và vừa có biển. Em thích nơi nào hơn đi? Em thích nơi nào hơn ạ? Kể một địa danh luôn hay là sao ạ? Dạ em thích Phú Yên ạ. Phú Yên. Anh không biết Phú Yên. Không biết Phú Yên. Đó tôi biết ngay. Đó. Còn em? Em thích đi đâu? Dạ em thích đi Đà Lạt. Thôi thế vô vấn đề đi chứ hết thời gian rồi ông ngồm cứ chà hoài. Tại cùng sở thích em mới chọn được. Anh muốn hỏi em là em thích môn thể thao nào nhất? Dạ em thích bóng rổ ạ. Rồi, em có lựa chọn rồi. Dạ, em thích bóng rổ ạ. Rồi, em có lựa chọn rồi. Em muốn hỏi gì không Phúc? Em hỏi bạn áo đen ạ, bạn Phương. Dạ. Anh em. Em thích nhất là món gì ha? Dạ, món em thích nhất là bánh xèo. Anh cũng thích. Bánh cò. Thích bánh xèo. Anh nó thích cũng còn. Giống nhau. Chung chỗ bán hả? Nó chung chỗ bán. Chung chỗ bán. Tại vì em làm bánh xèo là ngon nhất. Hai anh có thích câu cá không ạ? Khi nào mà rảnh thì có thể bạn rủ thì câu thôi. Chứ thích thì cũng không thích lắm. Anh cũng không thích câu cá. Em thích không? Dạ em thích câu cá. Rồi bây giờ một phút cuối cùng, có ai muốn làm gì nữa không? Em sẽ tặng quà. Dạ em cảm ơn anh ạ. Ủa tặng thôi, có nói gì hả? Mình cảm giác tim đập nhiều hơn ở ghế của bạn. Đây em dịch cho mình cảm giác tim đập mạnh hơn khi đứng gần bạn. Mình nắm tay vô cái quà đó coi như mình truyền cái miếng trời ơi bộ sợi đụng tay nhau điện giật hay gì. Nhưng mà khi dài mới xem nha. Dạ. Dạ. Khi mà em nói môn thể thao anh thích ra thì cái môn thể thao đó là anh thích từ lúc mà còn nhỏ tới bây giờ luôn. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Thì bây giờ không biết cái này là cái gì. Em ngồi xuống. Anh dặn em là sao? Cái này về nhà hả mở ra. Mà cái gì hồi nhỏ? Dạ, thích từ hồi nhỏ. Cái môn thể thao vừa rồi em chia sẻ là môn bóng rổ thì anh nói là anh thích cái môn đó từ nhỏ đến giờ. Ủa có luôn hả? Nhưng mà trong cái món quà đó vẫn chưa tiết lộ là cái gì vậy chồng? Dạ đúng rồi. Sao ít mắt vậy ông? Thôi ra không có về nhà gì hết trơn á.
Nó đi ông Mai và mối ta đi. Khui ra. Giờ khui được không? Nó nít lắm. Khui ra đi em. Bạn nó cũng khui. Rồi cho hết khui. À. Vậy. Con cá bông. Kitty hello. Rồi có cái gì trong nữa vậy? Dạ, bó hoa nhỏ nhỏ à. Rồi vậy mà giấu giấu giếm giếm tôi tưởng đâu chứ không? Mà lý do gì Kitty vậy? Tại vì Kitty là lúc nhỏ em mới đọc một câu chuyện á, là con mèo này hồi đó có cái miệng. Thì sau này á, chủ nhân nó bị một căn bệnh hiểm nghèo, nó hy sinh cái miệng đẹp của nó để cho chủ nhân của nó được bình phục và khỏe mạnh hơn. Ừ. Cho nên nó bây giờ nó không ai làm Kitty có miệng cả. À, là một cái sự tích cho sự hy sinh của con mèo Kitty. Vậy là các bạn đã có nhiều thời gian rồi. Bây giờ hãy đến tới cái giờ phút quan trọng nhất. Nhìn lại bên hông cái ghế của mình có hai cái nút. Thấy rõ chưa? Yeah. Suy nghĩ thật kỹ và chị Tường nhắc lại. Lúc này là cái lúc mình phải làm theo tiếng nói của trái tim mình. Hãy lắng nghe đúng những cái gì trong trái tim mình mách bảo. Xin mời các bạn đặt tay vào nút bấm và nghe theo lời hướng dẫn của anh Đạt. Thì bây giờ các bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Các bạn sẽ có một lựa chọn duy nhất thôi. Sau 5 tiếng đếm của tôi, các bạn hãy quyết định lựa chọn của mình. 5 4 3 2 1 Phải thật sự chung tình. Ví dụ như mà không thích nhau nữa thì nói là dừng lại chứ đừng có mà bắt cá hai tay. Người ta trà xanh là vội đến vội đi. Bạn nam có thể là vội yêu ngay trong lúc đó, sau đó có thể quay đầu lại. Như là em cũng rộng lượng và tha thứ luôn. Để từ từ bạn nó giải quyết như thế đâu nào. Đâu có ai hoàn hảo đâu chị. Nếu mà trà xanh đến với em thì em sẽ ngưng, không có liên lạc gì đến hai người cả. Em sẽ đợi một thời gian tình cảm của ai, người nào mà em cảm thấy trong tim mình nhiều nhất, em sẽ chọn người đó. Hãy hạnh phúc trong giây phút này, vậy là đủ. Mỗi khoảnh khắc là tất cả những gì chúng ta cần, không hơn. Bấm. Nghe 3 tiếng tập. Hết thời gian. Vậy là mình đã có một cặp thành đôi. Đó là cặp màu xanh. Chúc mừng các bạn. Bên Hương thì Tường sẽ phỏng vấn hai cái bạn mà không có thành đôi trước. Nhưng hôm nay phỏng vấn bạn này trước. Tại sao bấm chậm vậy Phúc? Dạ tại em còn đang hồi hộp quá. Em nhắm mắt là mà em quên cái nào màu xanh, cái nào màu đỏ. Mà giờ cuối cùng là em bấm đúng không? Dạ em bấm đúng rồi ạ. Chắc không? Dạ chắc ạ. Rồi chúc mừng em nha. Rồi quay lại với em. Dạ. Sao không chọn ai hết? Gu ban đầu của em là anh ghế đỏ. Nhưng mà sau cái lần mà chia sẻ về câu chuyện trà xanh á, thì em nghĩ là chưa dứt khoát á. Kể từ khi đó thì em em có suy nghĩ lại. Dạ dạ. Trường An. An, cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Thì lúc đầu là em đã nói là mình có cảm nhận với bạn ghế xanh nhiều hơn. Thì em cũng chọn đó. Nhưng mà đôi khi cái duyên thì đến với lại một người tốt hơn mình. Thì mình cũng chấp nhận thôi. Dì Tường chúc cho hai em một ngày gần đây nhất tụi em sẽ tìm được một cái người bạn đồng hành với mình trong một cái đoạn đường dài phía trước. Cảm ơn hai em nhé đã đến với chương trình. Rồi, là chúc mừng các bạn thành công. Mời em. Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Vui lắm. Em nghĩ sao khi em nhận một món quà rất là riêng tư của một anh mà em lại chọn một anh khác? Dạ, lúc nãy em cũng hơi khó xử nhưng mà sau đó chị Tường có chia sẻ là hãy nghe theo con tim mình. Và bây giờ về rồi anh kia anh cũng có số điện thoại của em rồi đó, anh liên lạc với em nữa thì em tính sao? Em sẽ rủ thêm bạn nữ bên này nữa đi nhậu. Nhưng mà có rủ bạn này đi không? Dạ có chứ. Chị Tường chúc cho hai em thật là vui vẻ và có những cái thời gian hẹn hò bên nhau rất là dễ thương nha. Và bây giờ chương trình xin tặng các bạn nước rửa chén Home, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tay. Đây gửi tặng em. Và
chúc mừng cho cặp đôi đã thành công. Chúc mừng hai bạn đã thành một cặp, dù cho các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã đồng ý nhìn nhau về cùng một hướng. Đó cũng chính là thông điệp mà Bột Giặt Troy muốn gửi gắm trong chương trình. Chị Tường xin gửi tặng cho hai bạn, đây là Bột Giặt Troy nha. Mỗi người là một năm sử dụng Bột Giặt Troy. Ngay cả hai bạn không thành đôi cũng được tặng một năm sử dụng Bột Giặt Troy miễn phí. Rất đặc biệt nha, nếu như mà cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay hai bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng Bột Giặt Troy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, sẽ tặng cho các bạn 2 cộng 1 là 3, 3 năm sử dụng Bột Giặt Troy miễn phí. Và kính thưa quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, đó là vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và 22:45 chủ nhật trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng Bột Giặt Troy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, đã tài trợ chính cho chương trình, đã tạo điều kiện để cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin hỷ cho chương trình. Và bây giờ Cát Tường và Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.